Vậy em sẽ review một số món bạc cho anh chị các bạn xem luôn ha. Thì đây là con cá mập anh chị các bạn ha, con cá mập. Cá mập là cá mập lớn chị các bạn ha, cá mập lớn. Cá mập mình nó có 3 mẫu, 3 mẫu chị các bạn. Cá mập nhỏ, cá mập lớn và cá mập đại. Đây là cá mập lớn ha. Thì kích thước của sản phẩm này để lớn, nhỏ và đại như thế nào thì anh chị các bạn để phân biệt á, thì anh chị phải phân biệt theo kích thước. Cái kích thước của sản phẩm này, chiều dài ha, chiều dài và chiều ngang. Thì những kích thước này thì em đã có cập nhật trên trang web hết rồi. Anh chị các bạn cứ bấm vào đường link vô cái danh mục là bao bóng bạc rồi tìm đến hình con cá mập ha. Thì mình sẽ nhìn thấy được kích thước của từng sản phẩm. Thì mình sẽ phân biệt được cái con cá mập nào là mập lớn, cá mập nào là mập nhỏ ha. Thì một mẫu hình con cá mập như thế này là một cục đóng gói, một cái bịch đóng gói lớn một màu, tức là nó 100 cái như bạn ha. Ở đây thì em chiếc ghe mỗi một màu là 10 cái, tức là bốn bạc của mình lấy tối thiểu là 10 cái cho lên chị bạn ha. Thì nó sẽ là màu sắc, lưu ý là màu sắc em sẽ lấy ngẫu nhiên ha, màu sắc là ngẫu nhiên chứ em không có lựa màu được. Bởi vì ví dụ như kiện hàng hôm nay về là ví dụ như màu hồng, màu xanh, màu đỏ, thì em sẽ chia đều ra 3 màu. Còn nếu như mà màu sắc cái hôm đó mà nó hơi thiếu á, thì anh chị và các bạn có thể là một màu ha. Đây là màu sắc là ngẫu nhiên chị các bạn ha, cái này không lựa màu được. Rồi đây là hình con thiên nga ha, thiên nga. Thì cái hình này anh chị các bạn muốn thấy cụ thể thì anh chị cũng vô cái kênh YouTube của em, thì em cũng đã quay rồi những cái con thiên nga bạc á, thiên nga bóng bạc. Kích thước như thế nào nó cũng có trên website hết rồi. Thì một miếng như thế này là nó 10 cái nè. Nhưng mà một màu là một con là tức là 100 cái như bạn ha. 1 2 3. Và màu sắc của mấy con này cũng là ngẫu nhiên chị bạn ha. Rồi, đây là hình máy bay chị bạn ha, hình máy bay. Máy bay này thì nó cũng có 4 màu ha, màu hồng, màu vàng, màu xanh nước biển. 3 màu anh chị bạn, 3 màu, màu hồng, màu vàng, màu xanh nước biển ha. Màu xanh nước biển nó có 3 màu. Đó thì màu sắc em cũng lấy ngẫu nhiên ha. Thì màu nào nó về mà nó màu nó nhiều thì em sẽ chia màu đều cho anh chị các bạn. Còn nếu như màu ít thì anh chị và các bạn chấp nhận phải lấy một màu ha. Nó là màu sắc ngẫu nhiên.